Xin chào tất cả các bạn nha. Vào khoảng 30 phút trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 10 USDT để mua ICO token OCC các bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mua token mua ICO các bạn. Thì dự án này các bạn cần phải giới thiệu tối thiểu là 2 người để mình đủ 11 USDT mình mua mới được các bạn. Hai ghép rất là dễ dàng, các bạn dùng một cái máy khác các bạn check nha các bạn. Thì để mua được IDO của token OCC này thì các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nha các bạn. Sau đó bạn nhập vào bao gánh cùng nữa. Các bạn nhập vào mục buy ICO nữa. Để mua đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục buy ICO nữa các bạn. Sau đó thì mình mua tối thiểu là 11 USDT đến 499 USDT nha các bạn. Rồi các bạn điền vào đây số 11 nữa. Sau đó các bạn bấm vào continue to buy ICO nữa. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục xác nhận cấp phép mà giá bán ICO là 0.015 USDT cho một token nữa. Dự án này khá là ngon các bạn, bấm vào confirm nè. Sau đó các bạn gì là thành công. Rồi các bạn đã mua thành công rồi, bây giờ về các bạn điều khiển của mình các bạn. Mình đã nhận được 100 OCC chứ các bạn. Ok, mình đã nhận được 73 token OCC các bạn. Hiện tại nó bán ICO với giá là 0.015 đô cho một token OCC nha các bạn. Thì dự án này nó sẽ vào ngày mùng 1 tháng 2 nó sẽ năm 2022 nó cho các bạn rút và sẽ list sàn sau các bạn. Dự án này khá là ngon, bạn nào chưa tham gia thì list phần link mô tả với mình đăng ký một cái tài khoản đi nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.